đây là kem Tràng Tiền các bạn. Đó, kem Tràng Tiền nổi tiếng, nhưng mà 10.000 đồng một kem, 10.000 đồng một cây. Bây giờ phải xếp hàng để mua kem trong này được không? Có từ mấy trăm năm nay rồi, à quên mấy chục năm nay rồi, thế kỷ này rồi. Có thế này. Đứng ăn kem nó mới thú vị các bạn. Rất chia là đông. Hôm nay người ta chủ nhật nên người ta cấm các loại xe, chỉ có xe chuyên dụng được vào thôi, xe máy thì đã cấm hết rồi, chỉ có đường đi bộ thôi. Tầm này đang là 1 giờ hơn nên khá là vắng vẻ, nhưng mà ở khu vực này nhìn chung là cũng khá là sạch sẽ, và ở đây thì cũng khá là nhiều người nước ngoài họ đến đây rất là nhiều. Vâng, lễ hội giáo dục và công nghệ của Vương quốc Anh tổ chức ở đây. Vâng. Phố này là tối chắc chắn nó rất rộn rồi, ngày mà như này rồi thì chắc chắn tối cứ đủ. Các bạn thấy không, tối nay mà trẻ con ra đây thì thao. Đây là cái gì đây? Triển lãm các trường đại học của Vương quốc Anh. Vương quốc Anh này rất đông đúc. Đây là bờ hồ đây các bạn.
Vâng, đây là tuyến phố được mệnh danh có tất cả các siêu xe trên thế giới ở đây. Xe tăng, xe tải, xe bọc thép, xe cứu hỏa, xe chữa cháy, đủ hết.